quan đến lĩnh vực sức khỏe, như chúng tôi cũng đã đưa tin đến quý vị, đó là tiến sĩ Luis Inaro, người đoạt giải Nobel Y học năm 1998, đã đến thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ nhiều thông tin thú vị cũng như những cách hữu hiệu để giúp chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với những thông tin thú vị này. Tại Việt Nam, mỗi năm các bệnh lý về tim mạch gây tử vong khoảng 200.000 người, chiếm 1/4 tổng số trường hợp tử vong tại Việt Nam. Hội Tim mạch Việt Nam dự báo đến năm 2017, 1/5 dân số nước ta có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp. Con số này giống lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tim mạch, đảm bảo cuộc sống lành mạnh và ít bệnh tật. Trước thực trạng xu hướng béo phì, bệnh tim mạch và lão hóa sớm tăng nhanh, Tập đoàn dinh dưỡng toàn cầu Herbalife đã tổ chức hành trình sức khỏe châu Á Thái Bình Dương nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của lối sống năng động và lành mạnh đến người dân. Tham gia vào hành trình, các chuyên gia về dinh dưỡng đã đi tới các thành phố để trình bày tại các hội thảo với chủ đề về cải thiện dinh dưỡng căn bản, tầm quan trọng của tập luyện thể dục thường xuyên và những lựa chọn cho lối sống lành mạnh. Từ thành công của 3 hành trình trước, Herbalife tiếp tục triển khai hành trình sức khỏe khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 4, khởi động vào ngày 5 tháng 10 năm 2015. Sự kiện lần này đánh dấu sự có mặt của 5 thành viên ban cố vấn dinh dưỡng Herbalife tại 14 thị trường và 21 thành phố trên khắp châu Á Thái Bình Dương trong tháng 10 này. Ban cố vấn của Herbalife sẽ chia sẻ các quan điểm từ góc độ chuyên gia về việc làm thế nào để mọi người có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi để có những thay đổi lối sống đơn giản, tiến tới tăng cường thể lực và trí lực của mình. Đặc biệt, đến Việt Nam lần này có sự hiện diện của tiến sĩ Inaro, giải Nobel về sinh lý học, y dược vào năm 1998 vì khám phá ra những lợi ích của oxit nitric cho cơ thể người. Công trình của ông đã mở đường cho các nghiên cứu của nhiều nhà khoa học khác trên thế giới. Đến Việt Nam lần này, ông sẽ tập huấn cho người tham dự các vấn đề liên quan đến sức khỏe tim mạch. Buổi huấn luyện của ông sẽ tập trung vào một số chủ đề nổi bật. Oxit nitric là phân tử giúp điều hòa huyết áp, lưu thông máu và chống đông máu. Tập luyện thể dục thể thao và ăn uống điều độ là yếu tố rất quan trọng, giúp cho lượng oxit nitric trong cơ thể luôn ở mức cao, giúp cho trái tim khỏe mạnh. Xin kính chào quý vị khán giả, và sáng hôm nay thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ giáo sư Luis Inaro và tiến sĩ Nguyễn Thắng, hiện đang là tổng giám đốc Herbalife khu vực Việt Nam, Thái Lan và Campuchia. Thưa tiến sĩ Luis Inaro, được biết ông có một công trình nghiên cứu đã đạt giải Nobel Y học vào năm 1998 và có kết luận rằng oxit nitric có tác động đến sức khỏe của hệ tim mạch. Thì ngày hôm nay ông có thể là lý giải thêm cho quý vị khán giả về kết quả của công trình nghiên cứu này được không ạ? Dĩ nhiên rồi. Đầu tiên tôi muốn bày tỏ niềm vinh hạnh được có mặt tại đây ngày hôm nay, được nói chuyện với cô và khán giả Việt Nam. Tôi đã bắt đầu cuộc nghiên cứu từ lâu và điểm quan trọng nhất của nghiên cứu về oxit nitric là oxit nitric được cơ thể chúng ta tạo ra nhằm bảo vệ ta khỏi bệnh tật, đặc biệt là các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, đột quỵ, đau tim và mạch vành. Vậy nên cơ thể tạo ra oxit nitric để giúp ta khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe khi về già. Khi chúng ta già đi, lượng oxit nitric trong cơ thể giảm xuống. Vì vậy, duy trì lượng oxit nitric trong cơ thể càng cao càng tốt là điều rất quan trọng. Qua nghiên cứu, chúng tôi biết được là nếu có lối sống năng động và lành mạnh thì ta sẽ duy trì được lượng oxit nitric cao trong cơ thể và sống khỏe mạnh hơn khi về già. Và ông đã đi qua rất là nhiều nước trên thế giới, trong số đó có những nước ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Thì ông có nhận xét gì không về sự quan tâm của họ đến với sức khỏe hệ tim mạch và họ đã làm những gì để có thể là bảo vệ cũng như là duy trì sức khỏe hệ tim mạch của mình ạ? Vâng, đây cũng là mối quan tâm trên toàn thế giới chứ không riêng gì khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mọi người đều muốn khỏe mạnh, nhưng họ không hiểu cần làm gì để trở nên khỏe mạnh. Vậy nên tôi dành rất nhiều thời gian đi nhiều nơi. Tôi nhận thấy ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi tôi đang có mặt, mọi người không để ý nhiều tới việc ăn uống gì. Mọi người nên chú ý kỹ hơn về những thực phẩm họ sẽ dùng. Các bạn cũng hút thuốc lá nhiều. Đây là mối nguy hại lớn đối với sức khỏe. Mọi người cũng ăn quá mặn và quá ngọt. Như thế thì không tốt khi bạn muốn duy trì sức khỏe tim mạch của mình ở trạng thái tốt nhất. Cho nên điều bạn cần làm là ăn uống hợp lý và tham gia các hoạt động thể chất. Hai việc này thực sự làm tăng lượng oxit nitric. Như tôi đã đề cập, oxit nitric sẽ giúp bạn mạnh khỏe. Đầu tiên hãy ăn càng nhiều cá càng tốt. Ăn cá tốt hơn nhiều so với thịt bò, thịt heo hay thịt gà, vì trong cá chứa nhiều omega 3. Cũng nên ăn các loại rau củ quả tươi khác nhau càng nhiều càng tốt. Ăn rau củ quả quan trọng vì việc này giúp duy trì lượng oxit nitric, và oxit nitric kết hợp với các chất khác như các chất có trong cá chẳng hạn sẽ làm tăng lượng oxit nitric. Bạn có thể dùng các thực phẩm bổ sung cho chế độ ăn uống, chẳng hạn như Herbalife có 2 sản phẩm tuyệt vời mà tôi đã nghiên cứu và làm việc để tạo ra. Một trong số đó là Nightworks, thực phẩm bổ sung giúp cơ thể bạn tạo ra nhiều oxit nitric.
Theo ông nhận thấy thì người Việt Nam có những thói quen xấu nào cần loại bỏ để có thể là giữ được một sức khỏe tốt hơn, đặc biệt là sức khỏe hệ tim mạch không ạ? Sau một vài chuyến đi ngắn của mình tới Việt Nam, tôi nhận thấy cá là một phần trong chế độ ăn uống của các bạn. Điều này thì tốt rồi, nhưng mọi người cũng ăn cả thức ăn chế biến sẵn. Các bạn có vẻ thích đồ chiên xào, dùng nhiều dầu mỡ và muối. Tôi nghĩ điều này cần được thay đổi một chút. Các bạn nên dùng nhiều cá tự nhiên hơn là đồ ăn chiên xào, giảm bớt lượng muối trong thức ăn, ngừng hút thuốc. Đó là những điều quan trọng nhất đấy. Và bây giờ thì Kiều Khanh có một câu hỏi dành cho tiến sĩ Nguyễn Thắng, đó chính là tại sao Herbalife lại quan tâm đến sức khỏe hệ tim mạch của người Việt và vận động mọi người nên có một lối sống lành mạnh hơn ạ? Chúng tôi không chỉ quan tâm đến sức khỏe tim mạch mà chúng tôi quan tâm đến sức khỏe toàn diện của con người. Ví dụ như chúng tôi có cái sản phẩm kiểm soát cân nặng, bảo vệ sức khỏe, chúng tôi có cái sản phẩm về tim mạch như chúng ta đã biết, rồi có sản phẩm về xương khớp, có sản phẩm về hỗ trợ về cơ bắp, hỗ trợ tiêu hóa, có sản phẩm về dưỡng da. Cái thành quả 6 năm qua thì bây giờ hiện nay Herbalife Việt Nam đứng cái hàng thứ 5 về doanh số trong châu Á Thái Bình Dương và đứng thứ 14 toàn cầu. Cái triết lý 3S của Herbalife Việt Nam thì cũng phát triển dựa trên cái tầm nhìn của Herbalife toàn cầu. Chữ S đầu tiên là sức khỏe. Thứ hai, chữ S hai là sắc đẹp và chữ S thứ ba đó là sẻ chia. Cái mà chúng tôi muốn hướng đến là gì, là cung cấp cho người tiêu dùng những cái sản phẩm mà mang lại sức khỏe tốt nhất, và đồng thời chúng tôi cũng cổ suý cho một cái lối sống năng động lành mạnh. Thêm nữa là một điều là chúng tôi đã có những cam kết rất là dài hạn và chiến lược, đã có hợp tác và ký kết với Ủy ban Olympic Việt Nam, với Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Và ông đánh giá như thế nào về thành công của hành trình sức khỏe tại khu vực châu Á Thái Bình Dương trong những năm qua cùng với sự tham gia của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này? Lần này là lần thứ tư mà châu Á Thái Bình Dương đã thực hiện tổ chức hành trình châu Á Thái Bình Dương bằng cách là chúng tôi mời các cái chuyên gia hàng đầu trong cái ủy ban cố vấn về dinh dưỡng của Herbalife, trong đó có tiến sĩ Ignaro. Thứ nhất là gửi đi được thông điệp rất quan trọng ở cái chỗ là dinh dưỡng là cần thiết, nhưng bên cạnh đó bạn cần phải có cái sự vận động, có lối sống năng động. Thế thì các chuyên gia đến sẽ chia sẻ và cập nhật những cái thông tin về các cái nghiên cứu mới nhất về khoa học về dinh dưỡng cũng như là vận động cho người dân, người tiêu dùng, nói chung thay đổi được cái nhận thức. Và từ cái thay đổi nhận thức đó thì sẽ thay đổi được cái hành động, cái thói quen của mình. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều. Và một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư Luis Ignaro cũng như là tiến sĩ Nguyễn Thắng đã nhận lời tham gia cùng chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện và những thông tin thú vị từ tiến sĩ Luis Ignaro và tiến sĩ Nguyễn Thắng do Chào Ngày Mới chia sẻ đã giúp cho tất cả chúng ta có thể thu xếp cho bản thân và gia đình một cuộc sống lành mạnh và năng động.